Hồi chuông cảnh báo bất ổn xã hội tại Mỹ lại vang lên khi cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đã thoát khỏi một vụ ám sát hụt lần thứ ba. Theo Reuters, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại cuộc meeting của ông Trump ở Coachella, California, một lần nữa đe dọa an toàn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Lần này, một người đàn ông 49 tuổi từ Las Vegas tên là Ver Miller đã bị bắt giữ bên ngoài cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở bang California ngày 12 tháng 10. Theo giờ địa phương, Cảnh sát địa phương cho biết một vụ mưu sát khác nhằm vào ông Trump đã được ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, thông tin về vụ việc này đến ngày 13 tháng 10 mới được công bố. Ông Van Miller đã bị bắt giữ gần sự kiện với một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục trong tay. Theo một số nguồn tin, nghi phạm Miller đã cố gắng tham gia cuộc biểu tình bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo và thẻ thông hành được cho là cấp cho báo chí. Các nhân viên an ninh cho biết hành vi khả nghi của Miller đã khiến họ tiến hành kiểm tra. Trong khi giả soát, họ phát hiện người này đang mang theo một khẩu súng ngay lập tức Miller đã được bàn giao cho cơ quan an ninh địa phương để điều tra thêm. đến thời điểm hiện tại cảnh sát vẫn chưa thể xác định được liệu kẻ nghi phạm tấn công có đồng phạm hay mục tiêu cụ thể nào hay không. cơ quan chức năng đang tích cực mở một cuộc điều tra để xem xét tiêu sử mối quan hệ và động cơ tiềm năng của nghi phạm. lực lượng bảo vệ của cựu tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng được tăng cường, đặc biệt là khi chiến dịch tranh cử đang bước vào giai đoạn nước rút. bất chấp mối đe dọa tiềm tàng, ông Trump vẫn kiên quyết tổ chức các cuộc meeting và gặp gỡ đông đảo cử tri. Ông cam kết với những người ủng hộ là sẽ mang lại những thay đổi được như kỳ vọng nếu giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Chiến dịch truyền thông của ông Trump cho đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, nhiều người cho biết buổi vận động đã tiếp diễn theo kế hoạch ban đầu tại Coachella mà không bị hủy bỏ. Theo những người chứng kiến, cựu tổng thống Trump vẫn bình tĩnh và tiếp tục sự kiện như thường lệ, không chú ý nhiều đến vụ việc.